Sau đây là kết quả xổ số Cà Mau, thứ hai, ngày 5 tháng 12 năm 2022. Giải 8, trị giá 100.000 đồng, các vé tận cùng mang số 8, 0. Giải 7, trị giá 200.000 đồng, các vé tận cùng mang số 7, 9, 0. Giải 6, trị giá 400.000 đồng, các vé tận cùng mang số 1641, 0096, 3719. Giải 5, trị giá 1 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 4750. Giải 4, trị giá 3 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 94074, 90925, 64315, 93047, 35996, 68406, 48113. Giải 3, trị giá 10 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 48676, 06444. Giải nhì, trị giá 15 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 19716. Giải nhất, trị giá 30 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 15211. Giải đặc biệt, trị giá 2 tỷ đồng, các vé tận cùng mang số 078906. Xin nhắc lại, giải đặc biệt trị giá 2 tỷ đồng, các vé tận cùng mang số 078906.